Hello, xin chào buổi sáng. Chào cả nhà buổi sáng nha. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà mình là cái cách mình giới gấu trùng cho gà. Tại vì lúc trước thì mình nuôi khô thì cứ phải lọc phân xong rồi lại giới cho gà ăn. Còn bây giờ nuôi nước, tại vì mình nuôi nước, các bạn thấy cái mình nuôi nước nó không có đều nhau lắm các bạn. Con to con bé nó cũng nhiều nữa. Nhưng mà bữa nay cái mình sau này là cho nghỉ cho ăn rồi các bạn. Tại vì gà con trà của cha gà con á, trong bỏ đói nó luôn các bạn. Cho nó nhỏ cho gà ăn. Nó lớn quá gà con ăn không được nha các bạn. Còn gà lớn thì cha chịu khó cho nó ăn hơi bị tiếc nhưng cũng kệ, không sao. Tại vì số lượng nuôi nước nó nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy không? Đặc sệt luôn các bạn. Khủng khiếp lắm, số lượng nó ra khủng khiếp lắm bạn. Trang cái việc vớt lên thôi. Các bạn nhìn nước nó lặng lắm các bạn. Trang vớt cho các bạn xem nha. Nè. Các bạn thấy không? Trang chỉ gợn sơ thôi đó. Đấy. Là cái nhiều cỡ này nè các bạn. Nó đặc quá, đặc sệt luôn á. Tha hồ mà vớt cái gà ăn các bạn. Trang vớt bằng cái rổ luôn nha các bạn. Trang không có cầu kỳ như mấy người làm giờ làm gì đó. Trang cứ lấy rổ vớt luôn. Và đây là cái thao Trang chuẩn bị rồi nè các bạn. Cái thao này là Trang đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Để làm cái đít nó dài quá các bạn coi cũng nhức đầu lắm. Đây là Trang đã trộn cái cám gà con đó các bạn. Trang đã chuẩn bị sẵn cám gà con các bạn. Và Trang trộn một tí xíu bả đậu thôi các bạn. Một ít bả đậu thôi, kiểu như 3 ký cám thì chừng ký bả đậu thôi các bạn. Cho nó có cái độ nước sệt sệt lại cho cái cám gạo mình nó, cái quên cái cám gà con mình nó ướt đó các bạn. Thì khi mà Trang vớt sâu đâu các bạn, cái sâu này Trang vớt từ sáng rồi nha các bạn. Trang vớt từ sáng lực. Trang bỏ 1 ký bả đậu và 2 ký cám gạo. Rồi Trang vớt cái sâu ra các bạn. Trang đổ sâu vào đây. Trang để cho nó ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. 2 tiếng đồng hồ thì Trang mới đổ ra cho gà ăn các bạn. Mình đổ nguyên vậy luôn nha các bạn. Gà nó sẽ ăn hết luôn nha các bạn. Từ cám đến sâu luôn. Gà nó ăn hết luôn. Đấy. Công việc của Trang buổi sáng các bạn. Tại vì con gà mình nó ghiền ăn sâu lắm các bạn. Đổ cám ra bây giờ nó là biến ăn lắm. Mình phải trộn thêm bây giờ cho nó ăn các bạn. Đấy. Vừa có cám, vừa có tí bả đậu, vừa có sâu nha các bạn. Để con gà mình nó ăn nó đầy đủ chất luôn các bạn. Còn nếu con gà lớn á, thì các bạn đổ thêm bắp nha. Nếu con gà lớn thì mình trộn gà lớn thì Trang trộn chỉ 50 cám, 50 bả đậu và có bắp luôn các bạn và một ít sâu cho các bạn. Thì gà lớn thì nhiều bả đậu thì ok các bạn, gà nhỏ thì ít bả đậu thôi các bạn. Và đây là cái manh sâu. Đây, Trang quay lại cái manh sâu ngày hôm qua Trang làm nè các bạn. Đây, hai manh sâu. Manh này manh sâu ngày mình đang giới cho gà ăn. Còn manh sâu này hôm qua Trang bỏ ra nè các bạn. Hôm qua Trang đã quay cho các bạn coi rồi nha. Hôm qua là trứng giữa nó bị thiếu nước. Hôm nay là Trang đã, hôm qua Trang đã tối cho nó chăm nước đủ luôn các bạn. Hôm qua nước nhiều lắm các bạn. Nhưng hôm nay các bạn nhìn nè. Sao các bạn? Các bạn thấy khủng khiếp không các bạn? Mới ngày hôm qua thôi nha các bạn. Đó. Đố các bạn nuôi bả đậu mà mới một hôm mà nó lớn cỡ này các bạn. Bởi tại sao mà mình nuôi cái con sâu bằng nước này các bạn, nó rút ngắn được thời gian lắm các bạn. Tại vì mình nuôi khô mình nuôi 15 ngày, còn nuôi bả đậu mình nuôi nước này có 8 ngày à các bạn. Mình đây Trang bỏ ngày hôm qua thôi, bữa nay nó cỡ này nè các bạn. Hôm qua Trang cũng quay thực tế cho các bạn xem, sau khi Trang bỏ nó bao lớn nha các bạn.
Thì hôm nay mấy em cỡ này nè các bạn, bạn thấy khiếp không? Ngoài các bạn thấy chăn đổ nước đúng không? Chăn đổ nước vào rất là nhiều luôn, nước lĩnh lãng luôn các bạn. Đây đây là cặp cái bờ qua chăn tạt nước, các bạn thấy không? Đó, mấy em sau bên nó lớn rồi mà, lớn lớn quá nên đặt sệt luôn các bạn. Chút xíu rằng là phải chăm nước thôi nha các bạn. Mấy em lớn quá thì mình phải chăm thêm nước, thì mấy em chỉ uống cái dinh dưỡng này để mấy em lớn thôi các bạn. Đó. Đây là chăn quay thực tế với các bạn coi nha. Tại hôm trước chăn làm clip á, nhưng mà chăn không có quay con sâu mình bỏ xuống mà lớn rồi nó phát triển như thế nào á, nhiều bạn cũng thắc mắc. Mình đưa con sâu xuống mà lớn để người ta biết cái độ phát triển của nó các bạn. Thì hôm nay là chăn chăn đổ mấy hôm sau xuống ngày hôm qua đó các bạn. Hôm bữa nay thì chăn lại quay một clip mới cho các bạn phân biệt rồi nha các bạn. Còn mấy chỗ còn nước cho các bạn. Đa phần là mấy em sau này bò ra lớn nhanh lắm các bạn, nhanh là phát sợ luôn các bạn. Đấy, đây là thực tế nha các bạn. Qua mấy em sau nhỏ này nhỏ lắm các bạn, nhỏ xíu luôn á. Bữa nay mấy em là to bằng cái mấy em lớn ngày hôm qua, còn mấy em lớn ngày hôm qua là to to khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn thấy mấy em đặt sệt luôn nha các bạn. Cái đồ lớn mà khi ở dưới nước các bạn lớn nhanh lắm các bạn. Và khi mình vớt cho gà ăn cũng an toàn nha các bạn. Vớt các bạn cho chị trộn lên như vậy đổ ra cho gà ăn thôi. Thì chút xíu nữa Trang sẽ quay cái khúc mà Trang trộn hỗn hợp ra cho gà ăn. Các bạn thấy những em gà của Trang thích lắm. Nó thích lắm các bạn. Thường thường đổ cá nó làm biến ăn lắm. Nó ăn sâu không các bạn. Thì con gà ngoài đồng mình thả nó có thể điều chỉnh được. Còn Trang sợ con gà mà Trang nhốt trong đây á, nó không biết điều chỉnh, mà cứ đổ sâu hoài, nó ăn hoài, nó không điều chỉnh được á. Cá này nó làm biến ăn lắm các bạn. Đây con gà nhỏ thì nó cần nhiều đạm thì Trang cũng không sợ lắm. Nhưng Trang cứ trộn như vậy cho nó ăn. Mình có sâu nhiều thì mình trộn nhiều, sâu ít thì mình trộn ít nha các bạn. Các bạn thấy kiếp không? Em sầu màu lớn cũng khiếp luôn các bạn. Có ngày thứ hai thôi các bạn. Đây mình đi quay Trang đi giáp dòng cái manh các bạn xem nha. Chỗ nào mấy em cũng vậy hết. Chỗ này thì còn chút xíu nước, mấy chỗ chưa đặt sệt luôn các bạn. Có hai ngày mà to cỡ này nè. Mưa khô Trang bao với các bạn luôn. 5 ngày chưa được như vậy nha các bạn. 5 ngày không được như vậy đâu các bạn. Bởi sao mình nuôi nước chứ mình rút ngắn được thời gian các bạn. Tiết kiệm được thời gian của mình nhiều các bạn. Mà đỡ chi phí nữa các bạn. Thì nó quá siêu tiết kiệm rồi các bạn. Rồi các bạn chờ mình xíu nha. Mình sẽ qua cái đàn gà ăn nè các bạn. Ở đây là cái thau sâu mà Trang đã chuẩn bị sẵn nè các bạn. Trang đã bỏ gà con nha các bạn, ít ba đậu nha các bạn, gà con cho ít ba đậu nha các bạn. Và gà của Trang bữa nay hai mấy ngày rồi các bạn. Rồi, chờ Trang xíu. Ây da. Từ từ.
bạn thấy cái manh chăn đổ ra lúc nào nó cũng sạch nha các bạn. Cái manh mình cho gà ăn không chịu khó các bạn vũ sạch dắt lên nha. Khi nào mình cho ăn thì mình lại để xuống các bạn. Đừng để mà gà nó ỉ ở trên thì các bạn đổ đồ ăn lên á thì nó sẽ không sạch đâu các bạn. Chào cả nhà mình nha. Chẳng phải cho thêm đàn gà lớn ăn là phải chợ búa cơm nước nữa các bạn. Bye bye, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha.